cách trung tâm thành phố Đà Lạt 6 km. Khu vườn ngập tràn ánh sáng sắc màu này tọa lạc tại số 222B đường Mai Anh Đào, phường 8. Lumiere Đà Lạt, vườn ánh sáng là khu triển lãm nghệ thuật và giải trí ứng dụng nghệ thuật số đầu tiên tại Việt Nam, có diện tích lên đến 2.000 m2, tận dụng ánh sáng tự nhiên, không gian mở cùng công nghệ 3D mapping hiện đại, mang đến những thế giới thu nhỏ đặc sắc. Vườn ánh sáng có 9 phòng với 9 chủ đề riêng biệt, gồm bước nhảy không gian, dấu mưa, khu rừng ánh sáng, ngôi nhà huyền ảo, xứ sở diệu kỳ, nhà bóng khổng lồ, đánh lừa thực tại, mê cung ánh sáng và nào cùng ngược, đã tạo nên những câu chuyện đầy thú vị. Kết hợp giữa cái ý tưởng là khi mình lên Đà Lạt và mình thấy cái thung lũng ánh sáng và khi trông như sinh nhật thì mình có ý tưởng là làm ra khu vườn ánh sáng này với mục đích là để mang kết nối giữa con người với nghệ thuật thông qua công nghệ. Tùy thuộc vào chủ đề của mỗi phòng, người tham gia có thể tương tác trực tiếp và trải nghiệm các hoạt động tại mỗi phòng như có thể quay clip hay chụp ảnh lưu niệm. Các hoạt động tương tác rất đa dạng và được trải đều cho các phòng, đem đến những cảm xúc thú vị nhất cho người chơi với hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư. Tham quan những căn phòng ánh sáng kỳ diệu và mới lạ tại đây, các bạn trẻ vô cùng thích thú. Điểm mới lạ và thú vị cho giới trẻ. Ngoài ra thì những cái cách sắp xếp bố cục ở đây á, thì làm cho em có cảm giác khác hoàn toàn với những nơi tham quan khác em đã từng đi. Em thấy đây là một mô hình khá mới lạ, thích hợp cho những bạn thích sống ảo, thích chụp hình. Tạm quên đi những khóm hoa giả quỳ, quán cà phê cổ điển, du khách sẽ phải ngỡ ngàng với sự chuyển động linh hoạt của màu sắc vô cùng sống động và thích thú hơn với một mê cung ánh sáng này, hay thỏa mãn với sự hiện diện của khu rừng kỳ ảo như trong thế giới phim Avatar 3D. Tin rằng với sự mới lạ, hấp dẫn ấy, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút nhiều du khách khi ghé chân thành phố Hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.